Thúy Vi bức xúc lên tiếng chuyện làm việc trong quán pizza cao cấp. Những bức ảnh Thúy Vi ăn mặc mát mẻ chụp trong quán pizza được lan truyền trên mạng xã hội. Từ đó dấy lên những tin đồn về việc cô nàng đang làm việc tại đây để kiếm tiền. Cụ thể, một dân mạng bóp những bức ảnh này lên, đăng kèm câu hỏi tưởng phẫu thuật xong chen chân vào showbiz thế nào, hóa ra Thúy Vi phải làm việc ở nơi này sao? Phía dưới là rất nhiều comment tỏ ý hả hê và kể thêm rằng nhìn thấy Thúy Vi làm tay vịn để kiếm tiền trong quán pizza. Tuy nhiên khi liên hệ với Thúy Vi để tìm hiểu thì nữ hot girl này ngay lập tức phủ nhận. Cô tỏ ra vô cùng bức xúc với tin đồn thất thiệt và ảnh hưởng đến hình ảnh của mình như vậy. Thúy Vi cho biết những hình ảnh đó xuất hiện trong một buổi chụp ảnh quảng cáo của Thúy Vi cho một nhãn hàng kem liên quan tới pizza, chứ không phải là làm tay vịn cao cấp như mọi người đồn đại. Sau ngày phẫu thuật chỉnh sửa một số bộ phận trên gương mặt và cơ thể, Thúy Vi vô cùng tự tin với ngoại hình của mình. Cô cũng nhận được khá nhiều lời mời chụp hình quảng cáo, vì thế cuộc sống hiện tại không đến mức giàu có, nhưng cũng khá thoải mái. Cách đây không lâu, Thúy Vi cũng gây xôn xao dư luận về việc đăng ký tham gia cuộc thi The Face gương mặt thương hiệu. Tuy không vào sâu được phía trong, nhưng cũng để lại được nhiều ấn tượng cho khán giả. Vừa bước sang tuổi 22, Hoài Lâm khiến fan ngỡ ngàng khi để tóc dài bụi bặm, tậu xế hộp bạc tỷ. Dường như hình ảnh của chàng gạo, Hoài Lâm đã thay đổi rất nhiều so với những ngày mới vào nghề. Hoài Lâm vốn được khán giả yêu thích bởi hình ảnh hiền lành, đáng yêu, cùng giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Tuy nhiên công chúng bắt đầu xôn xao khi nam ca sĩ có bạn gái và muốn lập gia đình dù chỉ mới ở độ tuổi 21. Nhiều khán giả cho rằng Hoài Lâm đã hoàn toàn thay đổi và không làm đúng theo những gì cha nuôi Hoài Linh dạy bảo. Thế nhưng giọng ca như phút ban đầu vẫn quyết định bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Anh và bạn gái thường xuyên xuất hiện bên nhau vô cùng thân mật, đồng thời liên tục chia sẻ khoảnh khắc tình tứ trên trang cá nhân của mình. Mới đây, Hoài Lâm vừa chính thức bước sang tuổi 22, nam ca sĩ cùng bạn gái tậu một chiếc xế hộp bạc tỷ. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng nhất là Hoài Lâm đã thay đổi mái tóc gọn gàng lịch lãm của mình bằng một mái tóc dài. Ngoài một số lời khen ngợi về hình ảnh mới, Hoài Lâm vẫn nhận được một số lời góp ý cho rằng mái tóc này không hợp với vẻ mặt hiền lành của nam ca sĩ. Bạn gái Trường Giang hiếm khi mặc táo bạo thế này đi siêu thị. Khán giả ngỡ ngàng khi gặp bạn gái Trường Giang mặc áo xuyên thấu đi siêu thị. Mới đây, Nhã Phương bất ngờ thu hút sự chú ý lớn của đám đông khi xuất hiện quá xinh đẹp và gợi cảm ở siêu thị. Cô diện cả cây trắng, trang nhã nhưng không kém phần cuốn hút. Chiếc áo được thiết kế xuyên thấu mỏng manh, đính kết hoa tinh tế. Có thể thấy người đẹp không thường xuyên mặc những bộ cánh táo bạo, luôn có chừng mực và phù hợp với những sự kiện tham dự. Lần này đổi gió, Nhã Phương trông rất tự tin và duyên dáng. Cô tươi cười tạo dáng trước ống kính và nhận được vô số lời khen từ phía người hâm mộ. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải trên fanpage, đoạn ảnh Nhã Phương đi mua sắm hút hơn 59.000 lượt thích và hàng trăm lượt bình luận. Những câu khen như chị Bi xinh quá, càng ngày càng đẹp, Nhã Phương dễ thương quá, đẹp quá chị Phương. Không thể nào diễn tả được vẻ đẹp của chị, ngập tràn. Trước đây, Nhã Phương cũng có đôi lần khác ghi điểm với váy áo xuyên thấu. Cô xuất hiện tại sự kiện với chiếc váy xuyên thấu tinh tế giúp cô nổi bật như công chúa. Trong một bộ ảnh thời trang, Nhã Phương lựa chọn váy áo có phần thân dưới là lưới nhìn thấu. Nhã Phương mặc váy xuyên thấu 80% thân trên khi sánh vai cùng Trường Giang. Trang Trần livestream bán đồ văn tục khác gì chủ quán bún mắng. Văn tục chửi thề là hình ảnh thường thấy của Trang Trần mỗi lần livestream trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Mới đây trên trang cá nhân của Trang Trần tiếp tục livestream bán hàng, đồng thời cô giải đáp thắc mắc với cư dân mạng về bí quyết làm đẹp. Giống như những đoạn phát trực tiếp trước đây, trong đoạn livestream này, cựu người mẫu với chiếc giọng khàn khàn đặc trưng, không ngại văn tục, chửi bới, không thương tiếc. Mỗi lần có người tương tác, đặt câu hỏi khiến cô bức xúc. Đéo thích trả lời, Vita xây bao nhiêu tiền, chán đéo muốn trả lời. Xem thì đéo chỉ xem sờ tay tút cái đéo gì cũng hỏi. Công nhận, càng livestream thì càng thấy xã hội nhiều đứa ngu.
Ừ thì mình hỏi là phải nghĩ. Khi một vị khác hỏi lại một sản phẩm làm đẹp và muốn xem lại tên sản phẩm, bà chủ quán bún đậu mắm tôm xưng tao và khẳng khái, khi tao đã chia sẻ một cái gì rồi mày đã thích và mày muốn mua thì việc đầu tiên là mày phải chụp lại màn hình nền để lưu lại, khi nào có tiền thì mua. Mày đã chụp lại màn hình nền, mày không ghi lại, giờ mày lại hỏi, đấy là mày làm phiền tao nên đuổi mày ra khỏi nhà, đéo cho vào nhà xem nữa. Nhà phải sạch sẽ, không chơi với mấy con ngu theo kiểu xem rồi lại không ghi lại, xong lại hỏi. Đâu có rảnh để trả lời cho chúng mày, biến. Lý giải với những vị khách khác về hành động văn tục và dứt khoát với vị khách trên, Trang Trần cho biết các em có tiền mua hàng, chỉ có quyền chọn khách hàng. Cũng trong đoạn livestream, người đẹp cũng sẵn sàng cạch mặt người xem vì lý do Trang nói tục là thích. Trang Trần nói hay là chúng nó nghĩ một bình luận cứu cả thế giới lại cụ. Cái kiểu ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Cái kiểu tò mò ngu xuẩn xem Trang làm gì, Trang sẽ ứng xử sao để chuẩn bị ra các diễn đàn để câu like, để tỏ ra mình biết. Thật, tôi sợ những thành phần não phản lắm luôn. Từ hành động thái độ không ngại chửi bới của Trang Trần với khách hàng, không ít đưa ra nhận định có nét giống với chủ quán bún mắm Hà Nội. Bởi bỏ tiền đi ăn hàng nhưng chưa được miếng gì, nhiều thực khách đã bị đầy bụng bởi những lời chửi bới tục tiểu ê chề của bà chủ quán. Điều này cũng giống như việc khách hàng muốn mua sản phẩm của Trang Trần nhưng chưa mua được đã bị chửi, dọa cạch mặt trên trang Facebook cá nhân. Sự thật tấm ảnh Phương Nga tập yoga sau khi được tại ngoại đang gây xôn xao cư dân mạng. Nhiều người đang cho rằng Phương Nga vừa ra khỏi trại giam đã liên tục chụp ảnh và khoe trên trang cá nhân. Tuy nhiên sự thật không phải vậy. Sau khi Phương Nga được tại ngoại, báo chí và dư luận vẫn không ngớt đưa tin về cô. Mới đây, một trang mạng còn cho rằng Phương Nga liên tiếp cập nhật hình ảnh cuộc sống lên trang cá nhân. Đặc biệt, có người còn đưa hình ảnh Phương Nga tập yoga kèm những lời bình luận không mấy thiện cảm về cô. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, hình ảnh tập yoga của Phương Nga đang gây chú ý của cộng đồng mạng từ hôm qua đến nay là hình ảnh được cô chia sẻ từ tháng 10 năm 2014, thời gian mà Phương Nga chưa bị bắt giam. Còn Phương Nga từ khi tại ngoại, cô không sử dụng bất cứ một trang mạng cá nhân nào. Hình ảnh Phương Nga tập yoga là do cô đăng tải trên trang cá nhân từ năm 2014, trước thời điểm bị bắt. Từ khi tại ngoại đến nay, Phương Nga không sử dụng mạng xã hội. Luật sư Nguyễn Văn Vũ, người bào chữa cho Phương Nga cho biết, cho đến ngay, Trương Hồ Phương Nga chưa sử dụng bất cứ Facebook nào. Facebook của Phương Nga đã bị chiếm giữ điều khiển kể từ sau ngày cô ấy bị bắt một thời gian ngắn. Sau ngày 19 tháng 3 năm 2015, hiện nay những người chiếm quyền trang cá nhân của Phương Nga tiếp tục sử dụng Facebook của Phương Nga, đăng tin nhằm làm cho dư luận hiểu sai về Phương Nga sau khi được tại ngoại. Chúng tôi sẽ bàn với Phương Nga giải quyết sự việc này, vì vậy mọi người cảnh giác đừng để dẫn dụ. Nhờ mọi người hãy chia sẻ bài viết này đến bạn bè để cùng được biết và cùng nhau cảnh giác. Được biết trang cá nhân của mẹ Phương Nga và các luật sư bảo vệ cho cô cũng bị đánh sập. Hiện mẹ của Phương Nga đã sử dụng một trang Facebook khác. Sau khi con gái được tại ngoại, bà cũng chỉ đăng một hai tấm ảnh cùng con gái đi ăn và được làm đẹp cùng con gái. Song Hye Kyo tuyên bố kết hôn sau tin sống thử với phi công Song Yong Ki. Sau nhiều lần phủ nhận chuyện hẹn hò, cả hai đã bất ngờ đánh úp và khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Sáng ngày 5 tháng 7, cả làng giải trí Hàn xôn xao trước thông tin Song Yong Ki và Song Hye Kyo xác nhận kết hôn vào cuối tháng 10 năm 2017. Trước đó, dù liên tục bị đồn hẹn hò, nhưng cả hai vẫn luôn một mực phủ nhận. Thế nên khi họ thông báo tin vui trước công chúng, nhiều khán giả ngỡ ngàng và không thể tin là sự thật. Công ty quản lý của cặp đôi Hậu Duệ Mặt Trời cũng đã xác nhận thông tin này. Xin cảm ơn người hâm mộ tại Hàn Quốc và toàn thế giới đã dành sự quan tâm Song Yong Ki và Song Hye Kyo. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu lý do cho công việc thông báo đột ngột này. Hai nghệ sĩ sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối cùng của tháng 10 tới. Dù tiết lộ về hỷ sự, nhưng vì đây không phải là chuyện riêng tư của cả hai và ảnh hưởng đến gia đình đôi bên, nên thông tin về đám cưới đã được thận trọng giữ kín đến tận ngày hôm nay. Cũng vì thông báo kết hôn quá đột ngột nên không ít tin đồn cho rằng Song Hye Kyo đang mang thai nên phải cứ gấp chạy bầu. Tuy nhiên quản lý của nữ diễn viên Gió Mùa Đông năm ấy đã lên tiếng phủ nhận đây là điều không chính xác.
Ngoài ra, đại diện Song Hye Kyo và Song Joong Ki cũng giữ thái độ im lặng trước nghi vấn cặp đôi bắt đầu hẹn hò sau khi hợp tác trong phim Hậu Duệ Mặt Trời. Cách đây không lâu, chương trình Session TV của đài MBC đã tung ra hàng loạt bằng chứng cho thấy Song Hye Kyo và Song Joong Ki cùng đi du lịch Bali và thậm chí ở chung một phòng. Trước tin đồn hẹn hò, cả hai đều lên tiếng phủ nhận.